gợi yêu luôn á. Chắc chưa? Chắc chưa? Có chắc vậy không? Lỡ ảo đi nam nốt không? Không à. Lại bảo là vô đây dùng, dùng cho nát cái bướm. Mệt quá à. Lần nào lại, lại một cái máy rung. Một cái máy rung lại bắt đầu đen váy. Trời ơi, thì bảo tôi cởi ngay cái áo nó ra chứ. Ác thật đấy mấy ông, ác quá trời luôn. Rồi dung rồi, dung chừng nào cho nó, dung chừng nào cho nó ấy rồi, cho nó ấy hết mép ra. Cởi ra váy được không á? À, cháu ơi, cởi váy là 30 cái máy rung nha. 30 cái máy rung. Chồng có chơi được không? Hả? Chơi góp luôn. Anh em chơi góp luôn. 30 máy rung, ok làm được không? Nào. Sao? Chơi không? Mẹ chơi nào ấy. Ông nào mà chơi được tôi thù luôn. Ông nào mà thả một phát kèo thì bao nhiêu anh chơi đủ. Ba mươi cái máy rung cởi áo. Đó. 30 máy rung cởi áo. Chơi không? Chơi được không? Nào các chồng yêu của em. Kèo thử bao nhiêu á? Được hết vợ yêu á. À, chồng yêu ơi, nào chồng, chồng giết vợ đi. Giết vợ đi. Kèo thử bao nhiêu? Kèo thử bao nhiêu là kèo thủ á? Thủ á? Thủ dâm á? Kèo nhớ kèo thủ dâm. Không được đâu má. Nói trở lại. Không có đâu nha. Không có đâu. Không có đâu. Không có đâu. Đó, chồng chơi được không? 30 cái máy rung là cởi áo này ra nha. Là cởi áo đen ra. À nhầm, cởi váy ra luôn. Mày vợ like TikTok không á? Có chồng ơi, vợ có ạ. Vợ có nha. Lúc nào vợ trả like. Chồng yêu của vợ đấy là sẽ có vợ ở đấy nha. Ngày nào vợ trả like chồng. Chơi là vợ nghỉ nha, không chơi là vợ nghỉ nha. Anh muốn thấy vợ ngồi lên con cặc của anh hơn. Đây, nếu mà vợ bao nhiêu chứ vợ? Hả? Kèo của vợ là kèo gì nhỉ? Kèo cởi áo này, kèo cởi áo này 30 cái máy rung. Ờ, kèo cởi áo là 30 máy rung nha. Ngồi lên con cặc có gì đâu. Hình như đây là con cặc này. Cứ nghĩ nó là con cặc mà ngồi lên thôi. Xem bọn Mai mà. Mai nào? Mai nào cơ hay là như nào? Mai bỏ like thì cầm á? Chưa, bây giờ tối là bỏ like á. À xem bọn Mai mà. À bọn xin lỗi, bọn không ý ta. Anh muốn đi vợ à?
thì thôi à. Cho anh bắn đi á. Anh muốn chơi kiểu không? Anh muốn chơi kiểu bắn được chứ vợ ơi, vợ nghe nè. Các chồng ơi, vợ muốn ăn xúc xích cơ. Hư nha, hư nha. Không hư đâu. Bây giờ chơi chơi kèm gì? Ơ, thích nghe chồng. Thích nghe chồng. Làm gì cho anh bán đi nè. Anh ơi, em muốn bán không? Anh muốn bán thì phải mời máy giúp cho vợ nha. Chồng đàn nha. Mời máy giúp cho chồng nha. Vợ ăn phụ chồng không? Chồng ơi, mời cái xúc xích là vợ sẽ phụ cho chồng nha. Chồng yêu ơi, mời cây xúc xích và bú cua cho chồng này. Ăn xúc xích chồng nè. Đồn vào không lông á. Đã soi được rồi. Trời, sao vậy chồng? Sao vậy chồng xong? Bỏ dây mà chồng ngại quá à? Chồng nhá. Trời con đi 20 máy rung.